À, xin chào các bác đã đến với kênh YouTube của shop xe đạp 88. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác mua xe Twitter Speed Pro 2004. Đây mua xe là nguyên thùng được shop xe đạp 88, nhưng em đang sale từ 13 triệu 9. Hiện tại giá giảm còn 11 triệu 8. Đây và xe vẫn đang nguyên trong thùng, rất là mới. Bình xe được khung xe là carbon hợp carbon 18K, thiết kế rất là chắc chắn, màu đen, tay ngang, đề Clarit, đây đề trước đề sau Clarit, đây, 8 tầng lip, 2 tầng đĩa, 16 tốc độ. Vành retropec, vành nhôm hai lớp, má phanh là phanh vành, tay ngang đề cơ đề Clarit, phanh trước phanh retropec, nhôm vành carbon 18K, tay lái và vô tăng là nhôm Peter, càng Peter carbon 18K. Xăm lốp 700x23C. Xe chạy rất là sướng. Nếu các bác nào có nhu cầu muốn mua xe, liên hệ ngay về shop xe đạp 88 em để mức giá ưu đãi nhất, vì hiện tại xe này, mẫu xe này không còn nhiều. Vâng, em chào các bác.